Các chuyên gia kinh tế nước ngoài nhận định, kinh tế Việt Nam dù còn nhiều thách thức song vẫn là điểm sáng tăng trưởng trong khu vực. Đáng chú ý, nền kinh tế tiếp tục ghi nhận các tín hiệu tích cực sau 6 tháng đầu năm 2024. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam là điểm sáng ở Đông Nam Á nhờ thị trường lao động cạnh tranh và hàng loạt hiệp định thương mại tự do giúp hoạt động xuất khẩu sang các thị trường dễ dàng hơn. Theo đó, sự phục hồi trong tăng trưởng là nhờ vào sản xuất và xuất khẩu. Đây cũng là yếu tố cơ bản hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư từ đầu năm đến nay, xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trọng điểm tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dệt may, nội thất và đồ gia dụng dẫn đầu sự phục hồi. Về triển vọng, trong đánh giá mới nhất, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Việt Nam trong dài hạn ở mức BB+, triển vọng về xếp hạng tín nhiệm trong dài hạn là ổn định.